Xin chào tất cả các bạn của chị Cookie. Các em ơi, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau unbox hai bộ đồ chơi rất là dễ thương và rất là mới. Cách đây khoảng 2-3 tuần thôi vừa được tung ra thị trường. Đó chính là Shopkin Shopee theo phong cách hoàng gia. Và hai bộ đồ chơi này thật sự rất là lấp lánh. Và đây á là về phong cách những nàng công chúa tại một lâu đài và những chiếc xe hơi rất là lấp lánh, rất là vàng luôn. Ok, bây giờ chị sẽ không để các em chờ lâu. Bây giờ chúng ta sẽ unbox và chị sẽ review chi tiết nha. Chúng ta sẽ đến một cái Shopkin đầu tiên nằm trong bộ sưu tập này nha các em. Đây là một cái giỏ, thường cái giỏ này để chúng ta đi picnic đó. Chúng ta đựng đồ ăn rồi đó. Đây là được đan lại với nhau nè ha, giỏ này giỏ đan nha. Wow, rất là dễ thương ha. Còn đây là những cái viên hộp sòn này các em đã. Còn đây là một thanh sô cô la trong bộ đồ chơi này, nhỏ xíu luôn đó các em. Là một cái hộp sô cô la lớn hơn. Sô cô la này màu hồng. Cái này mà đem làm quà thì rất là dễ thương. Chị mở ra cho các em xem nha. Mình có thể cái này là để viên sô cô la lúc nãy vào đây nè. Tại vì có một cái chỗ để nè, nhỏ quá hả, rất là vừa vặn luôn. Rồi còn đây là chìa phát xe màu hồng và cái trang trí chìa khóa là một cái hình trái tim màu tím, so cute. Còn đây là Shopkin bình nước, cái này để bình nước giữ lạnh hoặc giữ nóng để đem ra ngoài nè các em. Đó. Hai màu ha, một màu hoàng gia và một màu tím. Chị sẽ bỏ sô cô la, kẹo và bình nước vào cái giỏ lúc nãy nha. Nè, đây là một cái bánh xe hơi. Cái Shopkin xe hơi này có nghĩa là bánh xe dự phòng, khi nào xe cứ bị bể bánh thì chúng ta có thể thay đổi. Một cái bánh xe màu hồng luôn và bên trong cũng là một màu vàng, các bạn nhìn thấy không, rất là dễ thương luôn, bánh xe mà cũng rất là dễ thương. Và bây giờ đó chính là bạn Shopee Tiara cực kỳ là dễ thương của chúng ta. Bạn ấy mặc một bộ đồ màu hồng nha, và đây các em nhìn thấy không, rất là, nói chung là rất là sang trọng, rất là dễ thương. Bạn ấy đem mang một đôi giày này nè các bạn, một giày màu vàng nha. Ồ, thiết kế nè, cái gót cao lên nhìn lạ ha. Mang vớ thì màu trắng. Bộ đồ này thì chúng ta có thể cởi ra tháo vào rất là dễ dàng. Và đây là dương nghiệm, đây là mái tóc của bạn ấy nè. Bạn ấy uốn lọn và bới lên cao. Em thấy đây là trang phục về ban ngày của các nàng công chúa. Và trong bộ đồ chơi này sẽ năm nay thiết kế chị cảm thấy rất là hay, rất là thông minh. Đó chính là trang phục này là để chị đi dự tiệc. Có thể là ban ngày thì các bạn ấy có thể đi chơi cho tiện lợi hơn, đi dạo phố, đi picnic. Và khi mà dự tiệc thì chúng ta sẽ mặc vào thêm một cái đầm nữa, đầm dài cho các bạn ấy đó. Rất là dễ dàng, rất là tiện lợi. Và chúng ta đã có một cái thiết kế khác, rất là hay luôn phải không các em, rất là đẹp luôn á, dễ thương gì đâu á. Bây giờ chúng ta sẽ đến chiếc xe của các nàng công chúa nha các bạn. Theo phong cách hoàng gia thì lúc nào cũng màu vàng như vậy nè. Chiếc xe này được nạm vàng, wow, rất là vàng luôn, vàng hồng nha các em. Và trên xe có hai nàng công chúa nha, hai nàng công chúa để là đón những người bạn của bạn. Chiếc xe này là chỉ đủ dành cho 4 chỗ thôi. Bây giờ chị sẽ mở ra nha. Đây là hai nàng công chúa, bạn này cũng rất là dễ thương ha. Cái phải sưu tầm thêm, mua thêm và tốn tiền thêm. Bây giờ chị chỉ mua được và sưu tập được hai bộ thôi, tại vì bộ đồ chơi này hiện tại bán rất là đắt. Đây là chiếc xe hoàng gia. Wow, đây là cái vương miện nha các bạn. Và đây là hai viên hộp sòn. Đây đôi mắt của chiếc xe này đây. Wow, dễ thương quá. Vàng hết luôn, để chị coi mở cửa. Mở cửa ra được rồi nha các em. Đây là phía sau của đuôi xe. Và cái cốp xe này chắc chắn là có thể mở ra được. Vậy là chúng ta sẽ để giỏ picnic vào đây nha các bạn. Chúng ta sẽ để giỏ picnic vào đây. Để mua xe lại. Rồi bây giờ xem nội thất bên trong nha các bạn.
Đây là nội thất của chiếc xe này. Đây là cái chỗ để cầm lái nè. Đây là màu hồng luôn nha. Rồi bên trong nội thất nha, rất là sang trọng luôn, rất là hiện đại nha. Hai các bạn, hôm nay mình sẽ đến lâu đài để dự tiệc, các bạn hãy cùng đi với mình nha. Bây giờ chúng ta sẽ mở bộ đồ chơi lâu đài hoàng gia này ra và để cho Tiara vào đây dự bữa tiệc hôm nay nha. Và đây là tòa lâu đài của bộ đồ chơi này các em. So với những cái tòa lâu đài khác của các bộ đồ chơi về lâu đài công chúa thì chị thấy là tòa lâu đài này là hoàn hảo nha. Đây, chúng ta sẽ xem nha. Một thiết kế rất là dễ thương phải không, màu tím. Và phía trên lầu nè có hai bên màu hồng nha. Rồi một lát nữa chị sẽ setup đồ chơi lên và giới thiệu thêm nha. Rồi bên đây thì chúng ta thấy là những cái bông hoa rất là đẹp. Bây giờ chúng ta sẽ vào bên trong nha. Từ bên ngoài vào thì chúng ta sẽ thấy một cái thảm màu vàng và được thiết kế lót gạch là màu tím ha. Đây là một cái cửa được thiết kế rất là lạ luôn. Một cái hình bạn nữ, bạn công chúa nè. Đó, rất là đẹp phải không các bạn? Ồ, đây là những cái kim tuyến mà chạy lên, chạy xuống khi mà chúng ta di chuyển lên xuống nè. Và chúng ta đưa lên thì chúng ta sẽ thấy một cái gương. Wow, một cái gương rất là sáng phải không? Hoa đẹp quá các em ha. Để các gương để chắc cho các nàng công chúa soi gương ở đây nè ha. Rồi để chúng ta xem. Và nếu chúng ta xoay lên thì chúng ta có thể thấy những cái kim tuyến rớt xuống như thế này nè. Wow, khá đẹp ha. Rất là đẹp luôn, một thiết kế rất là hay. Nó là chiếc ngai vàng, chiếc ngai vàng tím để cho vua, công chúa hay là hoàng hậu ngồi ha. Đây, các bạn thấy thế nào, rất là đẹp phải không? Tím, màu hồng và một cái dương niệm màu vàng luôn ha. Cái này thì chúng ta sẽ để ở phòng này nè các em. Và kế tiếp là một cái bàn hoàng gia. Một cái bàn rất là dễ thương, màu hồng. Các em coi đôi mắt nè. Và một cái dĩa bánh, trên bàn hình như là bánh chocolate. Và một cái tách trà. Cái này thì mình sẽ để đây. Ngồi ở trên cao thì các bạn ấy sẽ ngắm phong cảnh, ăn bánh uống trà ha. Và một cái đèn, một cái đèn treo hoàng gia màu vàng rất là dễ thương. Để chị xem treo ở đâu nha. Đây nè các em, chúng ta sẽ treo ở đây nè. Có một cái móc nữa các em ở đây nè. Chúng ta sẽ treo ở đây. Đó. Wow, bây giờ cảm thấy tòa lâu đài đang trở nên đẹp hơn nữa rồi phải không? Sáng rực luôn. Các em ơi, cái này có thể xoay được cái này nha. Wow, rất là hay ha. Coi này, để chị coi bên này nha. Bên này cũng có thể xoay được. Một bạn công chúa Sophie sẽ ngồi ở đây và chúng ta có thể xoay cái này được luôn á. Và cái chỗ này là để quần áo của các nàng công chúa. Các em ơi, đây là bạn Sophie, nàng công chúa đá quý của chúng ta. Bạn ấy thực sự là rất là sáng, rất là cỡ luôn đó các bạn. Các bạn nhìn nè, rất là đẹp phải không? Wow, một bộ đồ hả? Giống như là một viên đá thật sự luôn. Một viên đá màu xanh ha. Trên đầu bạn ấy nè, có một viên đá quý màu xanh và dương niệm ở bên ngoài nè. Rồi bao lấy viên đá này nha. Bạn ấy mái tóc màu trắng. Đây, bạn ấy thắt bính ra cột, ra phía sau. Wow, quá dữ thương quá. Wow, đôi giày thầy của bạn ấy nè các bạn, không có cởi ra được nha. Một đôi giày màu tím. Và đây là trang phục ban ngày của công chúa. Còn đây là trang phục dự tiệc ban đêm. Bộ trang phục này cũng có một cái viên đá rất là to ở đây nè các em. Wow, rất là hay luôn phải không? Bộ này thì chúng ta không thể gắn phía tiện lợi như bộ trang phục vừa rồi. Bộ này thì chúng ta phải thay đổi cho bạn ấy. Rồi, quá là đẹp luôn. Rực rỡ luôn đó các em ơi. Thích quá, dễ thương lắm luôn á. Ở đây có một cái thiết kế giống như là một cái viên kim cương đó các bạn. Và ở đây chúng ta có thể gắn Shopee ở đây nha. Gắn ở đây. Rồi chúng ta có thể xoay bạn ấy ở đây nha các em.
Xoay ở đây thì ở phía dưới chúng ta có thể thấy là cái tủ đồ của bạn ấy cũng xoay theo. Các bạn ơi, trong tòa lâu đài của mình sắp diễn ra một bữa tiệc chiêu đãi các nàng công chúa Sophie, và các bạn ấy là những người bạn rất là thân với mình. Và bữa tiệc cũng là sắp bắt đầu rồi, bây giờ mình sẽ thay đổi trang phục thôi. Và ở đây là hai phòng trong tòa lâu đài, thì có thể là chúng ta sẽ phải collect thêm những cái bản Sophie skin để mà bổ sung và set up vào cái tòa lâu đài này đó các em. Như chúng ta thấy ở mặt sau của bộ đồ chơi này ha, đây là bạn Hồng Hạt với một cái bàn và rất là nhiều skin nè. Rồi cái bên là một bạn với một cái nơi này, cái bàn này là cái bàn DJ nè, cái bàn chơi nhạc nè, để mà các bạn ấy nhảy múa trong tòa lâu đài nha. Wow. Khi mà chị đi mua bộ đồ chơi này á, thì chị không có tìm thấy những cái bạn này ha. Có thể là lần sau chị sẽ bổ sung bộ cho các em nha. Hai bộ này thì thật sự là chị mua cũng không có dễ. Xin chào công chúa đa quý. Xin chào Tiara, chào mừng bạn đã đến lâu đài của mình. Mời vào trong dự tiệc nha. Mời bạn dùng trà và bánh với mình nha. Tất cả các loại bánh hôm nay được làm rất là đặc biệt dành cho tất cả các bạn công chúa đó. Ôi, thật là hân hạnh quá. Cảm ơn công chúa đa quý nha. Wow, yummy. Chúng ta còn có những người bạn khác rất là dễ thương đang tới đây đó. Họ là ai vậy? Họ là nét nàng công chúa ở những câu chuyện cổ tích khác. Chào mừng tất cả công chúa đã đến tòa lâu đài của mình. Xin chào tất cả các bạn, rất vui vì đã đến được đây. Và mình rất hân hạnh được làm quen với tất cả các bạn nha. Xin mời vào lâu đài của mình ạ. Xin chào Peppa và em chó. Xin chào công chúa, rất vui vì các bạn đã đến lâu đài của mình. Rất hân hạnh. Công chúa ơi, xin biếu công chúa một ít nho chuỗi của vườn nhà em nè. Cái này rất là tốt cho sức khỏe đó. Ôi, cảm ơn tất cả các bạn nhiều nha. Xin chào tất cả các bạn. Ôi, xin chào Tinkle Bell. Chào mừng bạn đã đến tòa lâu đài của mình. Xin mời vào. Xin chào tất cả các bạn. Xin lỗi nha, mình đã đến trễ rồi. Không sao đâu Daisy, mình rất vui bạn đã đến đây. Xin mời vào nha. Các bạn ơi, và video của chúng ta đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại tất cả các bạn các video tiếp theo nha. Và các bạn ơi, đừng quên đăng ký kênh để nhận được thông báo mới nhất mỗi khi chị Cookie ra video mới các bạn nha. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Bye bye, bye bye.